생일 축하합니다. 사랑하는 수빈이야. 생일 축하합니다. 박수! 기도해! 라, 잘했네. 라, 잘한 거. 와, 한 개 더, 한 개 더, 한 개 더. 요! 어서 한번 더 넣는 lên. Ủa vậy hả? Ông nội kia ông tặng á. Rồi hôm nay là sinh nhật Subin nè. Ông bà cô chú ơi, có mấy chị em dì ba nấu nè. Dì ba nấu cho Subin nè. Món hủ tiếu xào hải sản, mực nướng chấm tương ớt, cơm cháy chà bông khô gà mẹ Nghi bán. Rồi đây là gà rán Nghi ba mua, đây là mứt dừa nhà Nghi đây, mứt dừa Nghi bán nè. Rồi còn dĩa gỏi xoài nữa, xoài gỏi mực nữa nè. Đó, bữa nay có ba gì ăn đi bà coi. Rồi Subin ngồi ăn, ngồi đấy con, ngồi xích vô. Em về em ăn gì đó. Em ăn gì nổi. Ăn gỏi xoài đó. Vậy có cho mà tất cả tạ mướp của hàm, tạ mì mướp có. Chị Bin là thật cô kia, ăn thịt gà đi con. Nó đòi ăn bánh kem rồi. Ăn bánh kem hả? À, à đó ta. Nào đi lại là imo chu coi. Đây dì ba cắt bánh kem. Bữa giờ dì ba ở nhà giữ Subin này. Chá là. Rồi. Dùng không mà mở cổ. Anh thấy bánh kem anh mê. Ai ai bắt nhạc hả? Bể luôn. Đi, rồi. À, cho biết. Mở coi. Muỗng đâu cho em. Để cho đổ rồi. Ừ. Lấy cái muỗng nhỏ em ơi. Ăn đi, cho bụng rồi. Subin à, xin chúc hai hân ni đa. Cảm ơn mẹ đây. Cảm ơn mẹ. Giỏi. Trời ơi. Sao nãy nói tôi đem mấy cái lon bia con trai của tôi qua.
nhà chị còn mấy nhà nữa, nhà một kết biến nào mà nói nhà chị gì cái này chồng em con cái kết giống như thịt heo quay nha, cái da giòn giòn thơm thơm nè, chồng con ngon lắm, gà này ngon. À gà nó thơm mới cắn vô giống như là mình ăn heo quay mà nó ướp gia vị vậy ha. Cái chân gà cho chua nó ăn. Không có chân đâu, thịt không à. Thịt không à. Bởi vậy bà bà mới nãy chiên ẩu nè, nó không vàng không? Chiên nó mập phải. Nè nó giòn lắm luôn. Bà mà có chân đơn nhiều nè, chiên nó mập lắm. Chua hả? Hát mở đâu? Nhiều lắm. Bên đây ngồi không con? Luôn từng nằm không có ăn gì ạ. Cái gì anh cho? Nè hôm nay má rồi bận ăn. Nó hơi rồi. Mày xạm lẻ cái này coi mai bước một tiếng rồi coi nó nít phạm nó xạm nó giờ nó ăn tầm là ra ba cái xài cấm ăn đó nha. Cấm ăn đó nè, ăn cái đó kìa. Nó ăn cơm rồi thấy một tướng nó ăn án rồi nó no rồi ăn này dễ nuốt không. Dẫn tôi lét tao đánh gà đã rồi vô ăn lét mực to nè, mực to giống tao bắt tôi cái mực mực lá đó cô ăn đi. Đâu, ở bên này không có mực lá to ở đâu. Cái này là nhỏ. Ừ, bà ngoại tôi đem qua hồi lâu á. À bà ngoại hả? Bà ngoại mà đem qua mực mình mà chú mua đó. Đồ có đâu nhà chị âm ghế chị đi câu á. Ừ. Mực câu là ngon á. Đúng nha. Mua đâu có liền mực. Hello hay là. Hello. Hello. Mực câu là. Con sumi nhỏ xíu. Uống. Vô. Vô.
cạn rớt luôn. Ồ đắng quá. Vô rồi anh. Đang vô anh đi. Vô. Năm mới ý là mình bữa nay mình ăn tất niên. Ngày mai nó hơn 31 mà. Ừ. Cuối năm ăn tiếp. Một hướng gì chúng nhật. Cười lắm mà đợt đó nhìn lại cái ngày này nè. Cha nó đứng chỗ nhà ăn ma có bán gà nướng xe đó. Cha nó đi ngang đó. Cha nó mua hai con gà mà lúc đó nhà dùng. Tự nhiên cái bụng nó cứ đau đau đau. Cái bụng nó cứ đau đau cái ông về lẹ rồi mua để con gà xong hai chồng đi gắn ra đi đẻ luôn, không có ăn con gà gì hết. Mày dễ đẻ không? Đi lên tại bệnh viện á, nó đi lên đối tay cô nó quên xong nó kêu quá. Là bây giờ bệnh viện bên đây không có bác sĩ, phải đi chuyển viện khác, đi bệnh viện khác có bác sĩ. Trời ơi. Tại mình đau bụng mấy bác cũng chỉ mình đi vòng rồi gặp cái bệnh viện nó lớn Catholic đó. Trời ơi nó lớn vô chỉ lên tàu máy á. Là đi lên chút xíu là để xong cái bụng lại nó giờ hô hút giờ cơm ăn giờ không có cơm ăn đâu. Rồi ông đi mua cho hộp cháo hộp á. Để ăn rồi chúng ta rồi. Có đấy nè, cái hộp rồi mới ăn. Nhưng mà là bệnh viện nó hút vô cơm, nó không cho mình ăn. Chứ không có cho ăn ở trong đó không? Có nghĩa là mình đẻ xong là 7 giờ mà cơm của người ta là 6 giờ chiều hay 6 giờ rưỡi gì rồi là mình hút giờ là không có cơm ăn. Dạ đi. Nó đi mua cháo hộp ăn. Tại lúc rồi này ăn đất chiều chưa ăn cơm mình đi đẻ luôn rồi. Quên tính nó lúc đi cho. Mẹ uống mất rồi nữa liền, mẹ tỉnh đâu mẹ xỉn rồi. Con la hoài vậy cha, uống gì dữ vậy? Con nào cũng đắng ghét. Ăn nha, mẹ cho, ăn mẹ cho. Ăn là ăn không to lên. Vậy bà làm gì vậy? Mẹ hắn nhậu, mẹ tỉnh ăn này. Con không có mẹ. Chị có ẩm mất đó, rồi ấy xong. Uống được đâu cho. Nó là nó uống bia đó. Nhà không muốn cứ nhà nằm đến nãy nằm không nó đi dạo vòng vòng giặt đồ nó ra dọn nhà đi mua bánh mì ra mà nó bữa nay nó chưa tới ngày giảm giá ngày mai mới mọc con mọc vậy hả cho ấy rồi muốn nghỉ là mai nghỉ rồi tinh thần nghỉ rồi bao bữa nào nghỉ rồi năm nào cũng nghỉ rồi ở là bán giảm giá mọc con mọc cần lumino đó. Ờ, nhiều người chị nghĩ để đó mua cái để tôi lạnh nó mướp cái đem ra hâm vậy đó. Bánh nó ngon hả? Ngon mà, đi ra cho em hả? Mua bình thường mua, đi mà thử không hả? Đi mà thử đâu ngon đâu. Tôi chỉ có mấy ngàn cái cha. Đúng hả? Để có gì cháu. Hả? Ừ. Có là gì biết không? Chị em ăn vậy mà. Chị chừng à? Hâm. Nhiều quá không? Khoai lang à? Ở trong đó, thịt bò nè, nướng có khoai lang thì không? Ở lúc mà thịt bò trong cái ngoài cái cục cũng khoai lang. Đi mà thử cho dễ, mẹ mà không chết. Trọng luôn đấy, chứ cũng loại mà. Tao muốn em nó thử không à? Tao ăn bánh ở ngoài rồi, khỏi ăn đi thử. Nè, mà đâu giờ ngồi ở ngoài không à. Nhưng mà ba mấy nhưng mà phải ăn cái loại khoai cucumai với lại thịt bò đó. Cháu nó mà còn một có mấy loại được, chứ thôi ngày ăn cái ba mấy ngàn. Ủa, em thì ai ăn cái được chứ trừ á. Ủa, một tháng nó có 1 lần giảm giá hả? Thứ năm không, thứ ba với thứ năm ngày lúc nào cũng giảm giá nha. Biết hả? Ừ, cái tấn chứ mà. Vậy mau múc cục gà cho xô pin. Trời ơi. Nó lúc nào cũng không tay luôn trời. Nó không nấu gì mà nó không tay. Phải tỉnh rồi. Tỉnh rồi. Ngày mau tỉnh rồi. Không có ngồi qua trong mặt. Mới cũng có mấy cái mặt. Ngày xin pin là múc ăn à. Ê chắc chơi cho bạn yêu gấp gậy đi. Hay là bác nghĩa này coi. Cũng tự múc ăn rồi, cũng tự gấp lên. Mà tự múc ăn coi. Cũng tự múc ăn. Không biết được sử dụng được. Không biết được. Nè. Rồi gắt. Hả mày xỏ luôn ăn cái loại sô pin đi tao mệt quá. Thiệt mệt quá. Nè. Má mày nói chuyện không dạng mẹ chứ người đông khách hay gì đâu á. Có ai người gì đâu đông khách. Vậy hả? Ừ, có mấy người hả? Có người hay người hả? Hả người ta dây dắt nhiều quá. Bê tanh á. Bê tanh thì lúc tôi ngồi tôi đợi thì ba quận. Em ấy đút cho. Nó bà Nghi bà tham dữ bà Nghi bỏ cho cái này ăn trời mơ chứ đi bán luôn quá. À. Đúc vô. Má bán hủ tiếu này cũng may mua nó hủ tiếu gì đâu. Dạ 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 hả? Ừ. Ủa như ăn hết chân rau còn hủ tiếu không vậy? Ăn rất hồi hỏi sẵn. Dạ cái chết mẹ vậy. Không dai nó ngon không trồng không hủ tiếu. Giống hủ tiếu bán ở siêu thị gì á. Như không gì quá Việt Nam vậy á. Ừ. Nó dưới gà giống vậy đó múc lên. Này ra bên này. Bữa hôm đó. Cái món này đang đắt nhất nào chua chua ngọt. Cái băm ngay cái xài bỏ vô.
Nó con chó bự à. Ừ. Hết đi ra trời. Ăn hết đi đó hả? Hay à? Chút xíu à. Cơm có rốt nhiều. Rồi cũng lên nè. Dạ con người một cụm tiền. Sáng tao miếng ăn đó. Vô. Anh nghe lũ giỏi lắm nha. Nãy tới giận ly còi nguyên. Đâu, đắng má ở đây bỏ nước đá vô thì nó không đắng. Bố mà ở Việt Nam mình bỏ nước đá vô nó bỏ đắng à. Mười đắng quá à. Sao mày hỏi trời, ở chung với thằng chồng nhậu mà hẳn nhậu vậy? Chồng của anh nhậu đâu. Nhậu chung nó chẳng biết độ. Anh chồng nhậu hả? Mang nhậu. Để cái đồ bánh kem nó có ăn nhậu đâu. Cái này khét khờ anh mất cơ. Đang thật ra. Khét khờ anh mất cơ. Hai tay Hơi nâu quá. Ở nhà trên khúc bụi có nghe. Ăn giỏi nó ngon nha. Ở trên người trên khúc bụi có nghe. Cái này là nội ca đó. Nghe không? Ê, đánh bên mùa mấy mới đó. Hay là dùng ngon quá. Sao thấy hả? Thấy hết bút. Nữa hả? Cái trường thơm. Cái gì muốn mơ chứ bụi cũng đăng lên đó hả? Mấy hát bụi cũng đăng lên đó hả? Mấy hát bụi gì mà đăng lên vậy? Tiếp. Ai cho? Không dây hay gì? Ừ. Ai cho? Biết. Tao không hiểu rồi luôn. Đúng rồi. Ngon vậy dạ, ra là hết chân mẹ dĩa rau. Ngon quá ha. Bà Nghi trắng hơn em nữa. Bà Nghi trắng lắm. Hai mẹ con có thể nhìn chắc tư. Nó giống như hàng vậy. Dọn con thấy nhìn hàng. Trời ơi. Cái chân của bà kìa. Thấy cái đùi của bà thì thấy trắng chưa. Em thấy trắng không trắng rồi. Nè làm công ty nè. Ừ. Bà vừa còn Xiên. Bà Xiên không trắng của chị Nghi. Trời vỏ chó mày. Nhưng mà chị Xiên không có trắng của chị Nghi. Cái vỏ chị Nghi trắng hơn. Đặt hổng hồi đó lên nhà bà bận quần cái bà xét lên đây không thấy à, thay đồ không thấy à, trời ơi đi trắng mà mai mốt kêu bà lại đôi với bà Nghi nè, thằng nào trắng hơn nè, chị giờ chị Nghi là ăn chắc luôn, to nhất nè, ngắn nhất con buông chắc con buông nhỏ nhất nè nữa tủ mé nữa này cho nó tao có biết giờ nè. Nó nhỏ mẹ thương nha. Nó nhỏ nha. Cái này cưng nha. Để cho mẹ.